Hello anh em, hôm nay nhà hết cám rồi anh em, hết sạch cám rồi. Anh chuẩn bị sẵn một chén cơm trắng đây nè, con quỷ hấu đói. cơm trắng này á anh em, mình cơm trắng nó cũng làm từ tinh bột, thì cái phần chính của cám mình cho cá ăn á, nó cũng là tinh bột thôi. Cà chà tụi bay ăn hết đi, cho nó ăn hết đi. Đó. Cơm trắng này anh em muốn cá nó dinh dưỡng tốt á, mình trộn thêm ít sữa chua Vinamilk, sữa chua nào cũng được, cứ trộn mua với cơm mẹ xong rồi cho tụi nó ăn. Sữa chua nó tốt cho hệ tiêu hóa mà, nó còn tốt cho hệ lọc của mình nữa. Mỗi lần mà anh em uống nước nó trong á, anh em cứ thả một hồ sữa chua vô cái hồ, sau một đêm là nó cực kỳ trong luôn, trong như nước suối vậy á. Đấy, tụi nó đang ăn nè anh em. Quỷ hả? Quỷ mập Việt Nam. Ai dùng cho anh em coi. Quỷ mập nhất hồ. Nè, những loài ké nè. Có cái mương nào mà nước sạch gì không anh em? Hồi xưa có chứ giờ làm sao mà còn anh em ơi. Anh em đừng có sợ cá nó ăn cơm mà nước nó dơ. Nó cũng như cám bình thường thôi, thì nó cũng qua lọc. Lọc khô rồi qua lọc vi sinh. Còn cái bộ lọc bên mình á, để hôm nào mình rảnh á, mình sẽ làm một cái video về cái bộ lọc bên mình. Đơn giản lắm anh em, dành chỉ cái hồ mình tầm 4-5 khối chứ lọc đơn giản cực kỳ, không có gì khó hết anh em. Như cá coi người ta có nói khó, chứ sự nó không khó, rất là dễ. pH hồ mình lúc nào cũng ở 7.2, H3 nào cũng chỉ khoảng 0.25mg thôi, rất là nhỏ, không sao hết. Cá hôm qua mình mới mua về, hôm qua mình làm clip đầu tiên về vlog này, có ăn cá quỷ này. Đó, nó về nó hòa đầu hòa hồ đó anh em. Bẻ re. Còn anh em nào mà chưa coi cái vlog mình về cái quy trình hạ cá, thì mình để ở trên cái góc này nè. Đó, mình để đây nè, sẽ có dấu chấm than á, anh em lấy có dấu chấm than á, anh em click vào đó coi là cái vlog một của mình về cái quy trình thả cá đơn giản. Nói về cám của cá coi á, thường á, thì mình hay cho cám aquamaster, anh em nào mà mình sang chảnh thì mình cho tụi nó ăn sori hoặc là hikari. Sori và hikari là một loại, những loại cám tốt nhất dành cho cá coi, tốt về body, màu sắc cũng như là nó phát triển chiều dài á. Nên cô xài nó sẽ lớn nhanh lắm. Còn nghèo như mình thì cứ tống qua thôi, 100.000, 150.000 ký, hoặc là rẻ hơn thì Stella P, nhiều loại cám lắm anh em. Còn hôm nào trống cháy như mình lúc nãy thì cứ cơm trắng vả được cho nó thoải mái, chẳng vấn đề gì anh em. Chỉ cần cái luồng mình nó tốt tí, cá nó không có xề bụng đâu, phải có lo. Người ta cứ nói cơm trắng cá xề bụng, thật sự xề không, mà do cái luồng nước của mình á, hồ mình á, nó có đủ mạnh để con cá nó hoạt động không. Anh em có một cái hồ cá, anh em cho ăn cám xịn cực kỳ luôn, cám hikari full luôn, nhưng mà vấn đề là cái luồng nước của hồ nó không đủ, cá nó không đủ hoạt động á, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cá nó ì một chỗ, nó không chịu bơi. Nó không bơi thì đương nhiên là cá nó bị xạ rồi anh em, nói chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Nếu như hồ mình có đủ luồng nè, nó có một cái gọi là hoạt động, con cá nó hoạt động mạnh, con hồ á nó bơi qua bơi lại thì cái chuyện mà nó bị xệ bụng nó ít khi xảy ra đó anh em. Là có thì đó là trường hợp là quá xui rồi, bị trường hợp là xệ bụng. Mình ăn hết cá hết cơm rồi anh em, nó quỷ nặng ghê thiệt, nguyên chén đầy luôn, chén này chén to anh em, nó một chén bự chà bá luôn, ăn hết sạch rồi. Cảm ơn anh em, hẹn anh em ở vlog sau. Nếu thấy video này hay bổ ích thì nhấn like, subscribe cho mình để mình có động lực thêm mấy video khác. Tạm biệt anh em.